Rồi em chào anh em và bà con đã đến kênh lúa miền anh em bà con ơi thì hôm nay em cũng có, có cái, cái video này để em chia sẻ anh em trước đó, anh em bà con đó là mình cách mình để mình bón lót để lúa mình đạt được số chồi hữu hiệu đó. và cách mình giảm phân luôn anh em bà con ơi nó thì hôm nay em để em đưa đưa cho đưa, em chia sẻ với cái video này đó. là để anh em bà con mình vận dụng ở cái vụ đông á đầu tiên anh em muốn làm để năng sức nó cao đó, anh em bà con đầu tiên là số chồi hữu hiệu phải đạt khi mà tới cái mặt độ mà nó có đồng đó anh em cái độ cái bộ lá 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 đồng ở trên là phải dày và nhiều nghe anh em mà lại lá chân là phải ít nghe anh em bà con cái lúa mình phải thon và xuông nghe anh em bà con thì lúc đó nó mới mà cái lá lúa phải dày nghe anh em đó là những cái bữa nay là em sẽ chia sẻ anh em về từ cách mà mình lấy chồi thứ hai là mình bón lót ở giai đoạn nào để hợp lý nghe anh em bà con và tại sao phải bón lót nghe anh em bà con nó thì um, anh em mà con nhớ xem á, xem hết video dùm em nha. Nó thì để mình vận dụng có thể mình vận dụng vô mình có anh em nào muốn áp dụng á, thì thì, thì nó nó sẽ đem lại nó sẽ mang lại cái hiệu quả. Nha anh em mà con. Thì nhớ xem xem hết video dùm em có quảng cáo á, thì xem dùm em chút nha anh em bà con. Rồi nhớ còn anh em nào chưa bấm vào từ đăng ký kênh, á, tại vì cái kênh của em á, anh em mà con một trăm phần trăm anh em xem á, là trong đó có được có hai mươi mấy phần trăm anh em mình đăng ký ủng hộ em à nó mong anh em ủng hộ em một cách đăng ký kênh để em có động lực, lực làm những video tiếp theo đó thì nói như nói chung ở cái trà lúa này nè anh em anh em, em sử dụng r3 đó hiện tại bây giờ cái lúa này nó 10 10, 10 ngày nè anh em bà con đó ha thì em chưa bón phân anh em bà con đó, cái trà lúa này thì đầu, đầu tiên em cũng chia sẻ thì ở mặt độ mà gieo xạ ở cái vụ đông xuân này anh em bà con ơi à, anh em nên những anh em nào mà có, có anh em xạ mặc độ vừa phải ví dụ như là mình xạ nếu mà đạt nhất thì quả nhất ở các, các, giống như mình bỏ ra trong giống r pt và st nghe anh em và tại vì hai cái giống hạt cắt nhỏ thì giống đó anh em xạ từ 12 đến 15 kg là vừa giống Rbt st nha yeah. còn đối với các giống khác thì anh em nên xạ từ 18 đến 24 kg giống nghe anh em mà con do cái nền ruộng mình nữa nó nhiều chỗ thì cái nền ruộng khi mình xả xuống nó lên các đạt nghe anh em mà con dưới do cái giống mình chọn nữa thường là thường thì nhiều anh em có thể mà anh em mua giống anh em có khi là anh em làm mà anh em để giống lại đó còn nhiều anh em thì mua giống xác nhận nó thì xác nhận thì mình xả 18 đến 20 kg là vừa anh em ơi còn nếu mà cái giống ngang mình mình xả từ 24 kg anh em mà con cái này là em chia sẻ thật lòng nha thì mình xả mà sao mà cho nó đều anh em mà con ơi thì để cho nó lên thường bây giờ xả máy thì rất đều mà nhưng mà khi mà mình đưa nước vô thì nó chết thì lúc đó nó sẽ nó sẽ không điều lại nó là do vậy thì anh em nè đầu tiên khi xuống giống anh em mà con hai ngày mà nếu anh em nhìn thấy mà mình nếu mình mình thấy mà muốn cho nó cái nền đất mình đó, là mình muốn cho nó đẻ sớm muốn đẻ sớm thì sau này cái chồi của mình đó, với cái chồi mẹ nó cái bông bông cái đó, sẽ ngang ngửa nhau thì anh em nên sử dụng bón lót thì bón lót như thế nào anh em mà con nó thì ba trường hợp bón lót nha trường hợp thứ nhất em mới nói trường hợp thứ hai á là nền lụ gỗ lúa mình á là có lúa cờ nhiều dưới cỏ nhiều nghe anh em bà con trường hợp thứ ba là cái nền nền nền, đắc mình đó, là đất nó không được bằng phẳng nó là mình sử dụng kết hợp R3 thì ở R3 anh em phun trọng dưới phun dưới thằng phun dưới thằng diệt mầm đó thì đối với em cái nền nào thường là em sử dụng cái thằng diệt mầm là micelle với cái thằng robin như anh em mà con còn nếu mà quản lý cỏ sót lại đó thì anh em nên xài thi chớp như anh em mà con cái thằng đó nó không ảnh hưởng đến lúa nó không bị cháy lá còn nếu anh em muốn muốn mà nó đạt nếu mà mình quản lý cỏ sót muốn đạt thì anh em pha ug vô nghe anh em mà con pha ug dưới thằng thi chớp vô nghe anh em mà con thì nó sẽ mang cái lợi hiệu quả rất cao nha nó thì đối với em á là em sẽ bón lót như thế này anh em mà coi thì mình xịt dưỡng mầm á anh em nên chọn ba anh em nên mua ba viên r ba hoặc hai viên thôi nếu có nền ruộng mình mà nó nó bằng phẳng rồi đó mình mua hai viên thôi anh em mà coi hai viên mình 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 pha ra mình cho 10 xịt cho 10 công một nghìn hai mét vuông còn nếu mà cái ruộng nền ruộng mình mà nó không được bằng phẳng anh em cứ xịt ba viên trộn với cộng với cái thằng diệt mầm á anh em anh em em xịt cho 10 công một nghìn hai mét vuông nha anh em mà con nó thì rồi bón lót như bữa nay nào anh em ơi bón lót nó có tác dụng gì và nó như thế nào thì em chia sẻ anh em luôn nha bón lót những cái nền lúa nào anh em khi mà nếu mà anh em mà xịt diệt mầm kết hợp với bón lót á khi, khi mà khi mà khi mà khi mình đưa nước vô anh em khỏi khi nhầm miếng ruộng là anh em khỏi xịt lại cỏ sót luôn đó là nó quản lý được rất tốt nha quản lý cỏ rất ok nha anh em bà con thì anh em kết hợp ví dụ như là mình bữa nay mình xịt diệt mầm sáng mình xịt mầm ví dụ như mình xịt ba uh, viên g 3 với micel hay là rubin gì đó anh em xịt cái dòng diệt mầm nào cũng được thì thường là em xài micel với rubin như anh em mà con đó rồi sau đó chiều anh em bón vlog anh em mua cái đây là thằng UG UG nên bình đó là mà UG hạt nhỏ đó anh em trộn thêm em nếu mà anh em sử dụng nếu mà chỗ anh em có sử dụng mà nếu mà đắt mà đắt mà đất phèn á thì anh em nên sử dụng thằng sumo ph anh em mà con còn không uh, sumo ph anh em sẽ thể sử dụng ở đất không phèn và đất phèn không được nó là đất phèn thì nó rất hay nó ví dụ lúa ở đây, cái nền ruộng mình đất phèn á là nó 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 quản lý rất hay anh em trộn hai kg chứ một bao ug anh trộn anh em vải xương hết cho 10 có một ngàn hai trăm chín sáu mét vuông còn không anh em sử dụng cái thằng ren lăng anh em mà con ren lăng anh em trộn vô nó có tác dụng gì nè mà con nó tác dụng nó giữ ẩm cái 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 nền ruộng mình rất lâu nghe nè mà con nó giữ ẩm cái nền ruộng rất lâu nó thì nó tạo cho cái 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 thuốc mình đã đạt hiệu quả cái thuốc nhưng mà mình đạt hiệu quả em mà con nó và nó lại cái khi mà cái lúa mình khi mà, mà từ 6 ngày đến 8 ngày khi 6 ngày là bắt đầu mình đưa nước vô đưa nước vô thì bắt đầu 8 ngày là nó đẻ anh em mà con 8 ngày nó đẻ thì anh em bốn phân cử phân được một khi nêm bóng phân cử được một á, thì thay vì mình đã xả một bao ghê rồi thì nó hết là tính ra 10 công thì một công hết 5 kg ghê anh em mà con đó thì được cái cử phân được một này anh em chỉ giải là mò nửa bao ghê thôi là 25 kg ghê với một bao db trộn vô em dùm em là một là anh, anh em xài ghen lăng hai là anh em xài cái thằng sum sumo BH trộn vô em em tán lần nữa là em nói thiệt lúa anh em đẻ là bích chịch luôn đúng tới ngày 18 là đẻ bích chịch luôn đó anh em nó đẻ là nói chung là anh em nhìn cây 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 cây, cây lúa không phải là nó đẻ mà cái lúa mình ốp nghe anh em mà con tại khi mình sử dụng r ba vô là cái lúa nó lúc đầu khi mình đưa nước vô nhìn người ta nhìn thấy xấu lắm nhưng mà khi anh em bón phân được một xong rồi ha, tại vì mình bón lót rồi khi mình bón phân được một nữa là anh em nhìn thấy nó đẻ cực kỳ nhanh 8 ngày là bắt đầu 9 ngày bắt đầu nó nhảy nhảy mà nhảy, nhảy 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 anh che hai anh che luôn đó là khi đó khi đó là khi anh em, đưa phân đợt một vô nó đẻ cực kỳ nhanh anh em mà con ơi à. em nói thật thì anh em cứ cứ tin em cứ làm thì nãy giờ em nói á, là nãy giờ cái lượng phân đợt một với với toàn bón lót mình á, là hết 12 cái gửi nha anh em bà con đó đó đây là thằng sumo uh, sumo bh anh em thì cái trà lúa này của em là 18 ngày nè anh em đó thì em chia sẻ anh em bằng cái những gì mà em thực tế và nói chung là nó đẻ nhánh cực mạnh Nó quên nãy giờ em nó quên nói cái chỗ mà khi mình bón phân đợt một á là trước phân được một anh em nên xịt một dùm em một một cử nha anh em mà con anh em xịt là lúc lúc đó mình sẽ quản lý được cái cái thằng thằng bộ bù lạch đó là cái lúa mình nó khỏe nó không phải ảnh hưởng nó nó không bị bị si thì nó tỷ lệ nó đẻ rất mạnh thì anh em xịt như nào thì anh em đưa cái thằng cơm cách vô nghe anh em mà con thì anh em em đưa như thế này 10 10 công là 10 gối thôi anh em mà coi 10 công 10 gối cũng cách chứ chứ anh mua mua 3.6 3.6 anh em mà con hoặc mua mua 3.6 mua 6 hoặc mua bỏ chỉ gì đó bỏ chỉ anh em sẽ bỏ chỉ bờ bù lạch đó, để anh em cộng vô còn tại sao mà em kêu anh anh em sử dụng 3.6 3.6 thứ nhất đó, là nó vừa về bù lập mà nó vừa lại quản lý được cái thằng mũi hành nghe anh em mà con nó thì khi anh em xịt vô hai ngày sau anh ví dụ anh em 6 ngày anh em đến nước vô thì 8 ngày anh em xịt 8 ngày anh em xịt thì 10 ngày anh em bị ăn thì em nói thiệt kỳ cực kỳ anh em đúng 18 ngày là dàn lúa anh em là bích chịt luôn em nói thật thì lúc đó đó khi mình bóng phân được hai anh em mà con mình không cần ấy nữa mình không cần ấy nữa mình khui nước ra mình bón luôn nhưng mà anh em nhớ quản lý đồ ôn cho kỹ nha ở vụ đông sưng này nha anh em mà con bắt buộc mình không làm để cho nó bị cái cái đầu ôn uh, chụp mặt luôn thì những cái video trước em có chia sẻ anh em á là mà đã quản lý đồ ôn như thế nào đó này mà còn anh em nhớ đăng ký và xem lại nha thì nói chung là đã có quản lý rất dễ anh em ơi. nhiều nhiều trường hợp nhiều anh em nó nó khó nhưng mà nó rất dễ nha anh em bà con nó mình quản lý đúng là nó ok còn anh em cứ cứ xem lại cái video mà em chia sẻ anh em quản lý đồ ôn á khi mà lúa mình lỡ nó bị đồ ôn đi nhưng mà khi mình xịt em có chia sẻ rồi đó là mình xịt cái đồ ôn có bông là không bị đồ ôn có bông anh em mà con không phải là khi mà lúa mình nhỏ mà bị độ ôm rồi khi tới tới chỗ ra nó chỗ đó nó sẽ bị độ ôm của bông đó thì những dòng thuốc mà em chia sẻ anh em mà mà cái video trước á thì anh em xịt vô là nói chung là nó quản lý đồ ôm cổ bông rất tịt chứ nhánh dế anh em bà con đó thì em chia sẻ anh em bà con tới đây thôi anh em bà con ơi thì chúc anh em bà con sức khỏe và anh em nhớ bấm vào từ đăng ký kênh Nghe anh em bà con nó đăng ký kênh để xem lại những video trước nó hoặc anh em sẽ xem xuống phần mô tả em sẽ gửi cái đường link mà quản lý đồ ôm ở trong đó rồi anh em nhấp vô cái đường link đó đăng ký xong rồi anh em nhấp vô cái, cái cái phần mô tả đó thì anh em sẽ thấy được cái đường link đó anh em nhấp vô rồi anh em xem cái cách quản lý đồ không mà em có chia sẻ video trước anh em mà con rồi em chào anh em mà con chúc anh em mà con sức khỏe nha chúc anh em một vụ lúa đạt được năng suất cao nha thì anh em nhớ xem đoàn đăng ký kênh còn số điện thoại của em anh em mà con là 0986746014 anh em like, mà con thì anh em mà con cứ kết bạn zalo rồi lúc đó anh em mình trao đổi và chia sẻ nhau để mình cùng nhau phát triển anh em bà con đó em chào anh em bà con chúc anh em bà con sức khỏe ha